Chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình. Mình là Gan đây. Và hôm nay mình sẽ review Chozy Valkyrie. Chozy Valkyrie này thực chất là nó đã ra từ lâu lắm rồi, hình như là 2 năm trước rồi. Mà giờ My Kingdom nó mới bắt đầu bán. Và mình mượn được của một thằng nhóc gần nhà, cái thằng mà chúng kiếp mà quay hôm bữa ấy. Thì mình sẽ dùng nó, hôm nay mình sẽ lấy review. Ủa mà nó dán sticker sai nè. Ôi cái đầu bùi đó. Thành niên dán sticker sai rồi. Ok, sau một hồi lâu mình chỉnh sticker lại thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào bài review. Mình sẽ đi review về cái Evolution này trước. Đây chính là một cái driver attack cũng khá là ổn. Nhưng mà khi các bạn ấy chơi thì các bạn đừng nên sợ mòn. Tại vì cái driver này càng mòn thì nó sẽ càng tốt. Đầu tiên là nó sẽ phải gãy hết 6 cái phần răng ở chính giữa này ra. 6 phần răng ở chính giữa này, ở phần giữa này này. Nó sẽ bị gãy ra trước. Sau nó sẽ gãy từ từ. Nhưng mà cái quá trình gãy cái răng ở vòng ngoài này nó sẽ rất là lâu. Và sau khi gãy nó sẽ trông ra như thế này. Đấy. Thì các bạn cứ việc luyện luyện cho đến khi nào mà nó mòn thì sẽ được. Ý mình nói là luyện tập chứ không phải là cầm con bay chọi bỏ mẹ nó. Ok. Ok. Và đây cũng là có một bản nâng cấp của cái đế Evolution này nữa. Đấy chính là Evolution Dash. Sẽ xuất hiện trong bộ của con Brave Valkyrie. Và mình nghĩ Brave Valkyrie này cũng là dựa trên Chozy Valkyrie luôn. Khi mà có hai có khá là nhiều nét tương đồng, như là phần rubber ở phần này nè. Nhưng mà mình sẽ không review em Brave Valkyrie này. Tại vì các bạn cứ việc vào chuyên mục video review của mình và bấm vào cái danh sách phát tên là review ấy. Đấy. Thì đây chính là this tên là Genesis. Genesis này không phải là lõi nha. Nhiều bạn có lầm tưởng đây cái lỗi, thực chất là My Kingdom dịch sai đấy. Họ dịch sai hoàn toàn rồi. Đây gọi là disc chứ không phải là lỗi. Lỗi ấy, thì đây chính là, các bạn thấy cái viên màu đỏ ở đây không? Cái viên màu đỏ này chính là lỗi. Tính gọi là core chip. Còn Chozy thì chả có cái gì mà gọi là lỗi của bay cả. Đây chính là Zenith disc. Các bạn có thể thấy mình đánh giá rất cao cái chi tiết ở trên đây. Là các bạn có thể thấy chữ Z ở đây rồi. Và họ còn làm thêm 3 chữ Z ở đây nữa. Và nó rất là ăn hợp với cái con mà Chozy Valkyrie này. Và ở đây cái phần màu trắng này chính là bằng cao su. Nó sẽ giúp tăng thêm cái lực tấn công của Valkyrie nữa. Nhưng mà mình không biết tại sao cái Zenith này phiên bản 2 năm trước mình trông nó hình như là nó nặng hơn thì phải. Nhưng mà Zenith bây giờ nó lại hơi là bị nhẹ. Bây giờ mình sẽ review đến Chozy Valkyrie Layer. Layer Chozy Valkyrie này là một layer khá là cũ. Vâng đúng vậy, với bạn nhìn xem trông nó mập không nè. Tuy mập như thế nhưng mà nó vẫn nhỏ hơn Brave Valkyrie rất là nhiều. Brave Valkyrie đẹp hơn. Và nhìn mặt này. Mặt chúng nó này, Brave Valkyrie bây giờ còn có vết sẹo giống với Vault Alloy nữa. Đẹp chưa kìa. Thì ở đây chúng ta có 3 mảnh kim loại ở đây. Và 3 cái Burst Stopper ở đây. Phần bus stopper này cách để bung nó ra thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn. Còn bây giờ mình sẽ lấy tay khửi nó ra như thế này. Đây các bạn có thể thấy, khi mà ba cái cánh này bật ra rồi thì nó sẽ ngăn cho cái phần disc không bị burst đi. Các bạn có thể thấy đây. Đấy nó sẽ cản lại, phần disc sẽ rất là khó bị burst ra. Nhưng mà các bạn thấy như vậy đấy, thực chất nó vẫn có thể bị burst ra nhé. Và tuy nó có ba cái cánh bung ra, thực chất là hai cái cánh bên đây nó bung ra chỉ để làm màu thôi. Còn cái cánh bên đây này mới chính là cái cánh để ngăn con Brave Valkyrie không bị burst ra. Và cái phần chính giữa này cũng bằng kim loại luôn. Các bạn có thể thấy một mảnh kim loại ở đây. Nó sẽ làm cho Valkyrie bị mất cân bằng. Theo mình là nghĩ là như vậy, nó sẽ bị mất cân bằng. Nhưng mà bay attack mà, mất cân bằng thì có sao. Cứ việc mà vã SML cái con kia cho nó văng hoặc là burst ra thôi là tấn công thành công rồi. Mất thăng bằng thì đã sao rồi, bay attack các bạn đừng có cái kiểu mà sợ nó mất thăng bằng. Mất thăng bằng chả sao cả. À, và Evolution khác màu với Evolution Dash. Evolution Dash nó sẽ có màu đậm hơn so với Evolution. Và Evolution Dash khác với Evolution chỗ nào? Đó chính là nó click cứng hơn. Và lò xo trong đây, nếu như các bạn để ý kỹ, nó chính là màu vàng gold. Nó màu vàng chứ không phải là màu bạc như những cái này. Ok. Đây chính là bài review tổng sơ qua. Và sau đây mình sẽ test spin. Ok, mình sẽ test spin nó 2 lần. Và hình như là test spin nó 3 lần thì phải. 4 lần đừng đi. Tại vì ấy, đầu tiên mình sẽ không làm cho con này bung cánh ra. Mình sẽ không làm cho Chozy Valkyrie bung cánh ra.
các bạn có thể thấy tốc độ nó rất là chậm. Và bây giờ mình sẽ làm cho cả ba cái phần cánh này bung ra. Và có nhiều bạn hỏi mình tại sao mình lại không thể mà bung ra ba cái phần cánh màu đỏ đó hết được. Mình xin trả lời luôn trong cái video này, đó chính là các bạn không phóng đủ mạnh. Tại vì các bạn phóng yếu quá cho nên là các bạn không thể nào mà bung cả ba cánh ra được. Các bạn phải dùng lực nhiều hơn và mạnh hơn để có thể bung cả ba cánh ra. Ok, bây giờ mình sẽ cho bạn xem. Các bạn có thể thấy là tốc độ nó được tăng lên đáng kể. Và cả ba cánh màu đỏ đây cũng đã được bung ra. Và khi đấy các bạn sẽ rất là khó để bị burst. Ok, và bây giờ đây chính là mình đã test thử qua cái phần driver chưa bị mòn. Bây giờ mình sẽ gắn cái driver mòn vào cho các bạn xem. Đây là cái driver Evolution đã bị mòn. Để xem các bạn, mình sẽ cho các bạn xem nó sẽ khác nhau đến như thế nào. Soft launch sẽ không làm cho, soft launch của mình sẽ không làm cho Valkyrie bị bung cánh. Tuy mình phóng rất là nhẹ nhưng mà Valkyrie có tốc độ rất là cao, các bạn cũng có thể thấy. Bây giờ mình sẽ đấy, và cả ba cánh cũng đã bung ra rồi. Thì các bạn cứ việc cố mà phóng mạnh hết cỡ đi thì nó sẽ bung cả ba cánh ra. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Thấy thích hãy để lại một like, một subscribe nhé. Còn đó thích thì cút. Chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình. Mình là Gan đây. Và hôm nay mình sẽ review Choji Valkyrie. Bay này có Choji Valkyrie này thực chất là nó đã ra từ lâu lắm rồi, hình như là 2 năm trước rồi. Mà giờ My Kingdom nó mới bắt đầu bán. Và mình mượn được của một thằng nhóc gần nhà, cái thằng mà chúng kiếm vào quay hôm bữa ấy. Thì mình sẽ dùng nó hôm nay, mình sẽ lấy review. Ủa mà nó dán sticker sai nè. Ôi cái đầu bùi đó. Thành niên dán sticker sai rồi. Ok, sau một hồi lâu mình chỉnh sticker lại thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào bài review. Mình sẽ đi review về cái Evolution này trước. Đây chính là một cái driver phải nói là attack cũng khá là ổn. Nhưng mà khi các bạn ấy chơi thì các bạn đừng nên sợ mòn. Tại vì cái driver này càng mòn thì nó sẽ càng tốt. Đầu tiên là nó sẽ phải gãy hết 6 cái phần răng ở chính giữa này ra. 6 phần răng ở chính giữa này, ở phần giữa này này, nó sẽ bị gãy ra trước. Sau đó sẽ gãy từ từ. Nhưng mà cái quá trình gãy cái răng ở vòng ngoài này nó sẽ rất là lâu. Và sau khi gãy nó sẽ trông ra như thế này. Đấy. Thì các bạn cứ việc luyện cho đến khi nào mà nó mòn thì sẽ được. Ý mình nói là luyện tập chứ không phải là cầm con bay chọi bỏ mẹ nó. Ok. Ok. Và đây cũng là có một bản nâng cấp của cái đế Evolution này nữa. Đấy chính là Evolution Dash. Sẽ xuất hiện trong bộ của con Brave Valkyrie. Và mình nghĩ Brave Valkyrie này cũng là dựa trên Choji Valkyrie luôn. Khi mà có hai có khá là nhiều nét tương đồng, như là phần rubber ở phần này nè. Nhưng mà mình sẽ không review em Brave Valkyrie này. Tại vì các bạn cứ việc vào trên một video review của mình và bấm vào cái danh sách phát tên là review ấy. Đấy. Thì đây chính là tên là Janice. Janice này không phải là lỗi nhá. Nhiều bạn cứ lầm tưởng đây cái lỗi, thực chất là My Kingdom dịch sai đấy. Họ dịch sai hoàn toàn rồi. Đây gọi là diss chứ không phải là lỗi. Lỗi ấy thì đây chính là, các bạn thấy cái viên màu đỏ ở đây không? Cái viên màu đỏ này chính là lỗi. Tính gọi là core chip. Còn Choji thì chả có cái gì mà gọi là lỗi của bay cả. Đây chính là Zenith diss. Các bạn có thể thấy mình đánh giá rất cao cái chi tiết ở trên đây. Là các bạn có thể thấy chữ Z ở đây rồi. Và họ còn làm thêm 3 chữ Z ở đây nữa. Và nó rất là ăn hợp với cái con mà Choji Valkyrie này. Và ở đây cái phần màu trắng này chính là bằng cao su. Nó sẽ giúp tăng thêm cái lực tấn công của Valkyrie nữa. Nhưng mà mình không biết tại sao cái Zenith này phiên bản 2 năm trước mình trông nó hình như là nó nặng hơn thì phải. Nhưng mà Zenith bây giờ nó lại hơi là bị nhẹ. Bây giờ mình sẽ review đến Choji Valkyrie Layer. Layer Choji Valkyrie này là một layer khá là cũ. Vâng đúng vậy, với bạn nhìn xem trông nó mập không nè. Tuy mập như thế nhưng mà nó vẫn nhỏ hơn Brave Valkyrie rất là nhiều. Brave Valkyrie đẹp hơn. Và nhìn mặt này. Mặt chúng nó này, Brave Valkyrie bây giờ còn có vết sẹo giống với Vault Aoi nữa. Đẹp kia kìa. Thì ở đây chúng ta có 3 mảnh kim loại ở đây. Và 3 cái burst stopper ở đây.
phần bus stopper này, cách để bung nó ra thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn. Còn bây giờ mình sẽ lấy tay khửi nó ra như thế này. Đây các bạn có thể thấy, khi mà ba cái cánh này bật ra rồi thì nó sẽ ngăn cho cái phần disc không bị burst đi. Các bạn có thể thấy đây. Đấy, nó sẽ cản lại, phần disc sẽ rất là khó bị burst ra. Nhưng mà các bạn thấy như vậy đấy, thực chất nó vẫn có thể bị burst ra nhé. Và tuy nó có ba cái cánh bung ra, thực chất là hai cái cánh bên đây nó bung ra chỉ để làm màu thôi. Còn cái cánh bên đây này mới chính là cái cánh để ngăn con Brave Valkyrie không bị burst ra. Và cái phần chính giữa này cũng bằng kim loại luôn. Các bạn có thể thấy một mảnh kim loại ở đây. Nó sẽ làm cho Valkyrie bị mất cân bằng. Theo mình là nghĩ là như vậy, nó sẽ bị mất thăng bằng. Nhưng mà bay attack mà, mất thăng bằng thì có sao. Cứ việc mà vã SML cái con kia cho nó văng hoặc là burst ra thôi là tấn công thành công rồi. Mất thăng bằng thì đã sao rồi, bay attack các bạn đừng có cái kiểu mà sợ nó mất thăng bằng. Mất thăng bằng chả sao cả. À, và Evolution khác màu với Evolution Dash. Evolution Dash nó sẽ màu, sẽ có màu đậm hơn so với Evolution. Và Evolution Dash khác với Evolution chỗ nào? Đó chính là nó click cứng hơn. Và lò xo trong đây, nếu như các bạn để ý kỹ, nó chính là màu vàng gold. Nó màu vàng chứ không phải là màu bạc như những cái này. Ok, đây chính là bài review tổng sơ qua. Và sau đây mình sẽ test spin. Ok, mình sẽ test spin nó 2 lần. Và hình như là test spin nó 3 lần thì phải, 4 lần đừng đi. Tại vì ấy, đầu tiên mình sẽ không làm cho con này bung cánh ra. Mình sẽ không làm cho Choji Valkyrie bung cánh ra. Các bạn có thể thấy tốc độ nó rất là chậm. Và bây giờ mình sẽ làm cho cả ba cái phần cánh này bung ra. Và có nhiều bạn hỏi mình tại sao mình lại không thể mà bung ra ba cái phần cánh màu đỏ đó hết được. Mình xin trả lời luôn trong cái video này, đó chính là các bạn không phóng đủ mạnh. Tại vì các bạn phóng yếu quá cho nên là các bạn không thể nào mà bung cả ba cánh ra được. Các bạn phải dùng lực nhiều hơn và mạnh hơn để có thể bung cả ba cánh ra. Ok, bây giờ mình sẽ cho bạn xem. Các bạn có thể thấy là tốc độ nó được tăng lên đáng kể. Và cả ba cánh màu đỏ đây cũng đã được bung ra. Và khi đấy các bạn sẽ rất là khó để bị burst. Ok, và bây giờ đây chính là mình đã test thử qua cái phần driver chưa bị mòn. Bây giờ mình sẽ gắn cái driver mòn vào cho các bạn xem. Đây là cái driver Evolution đã bị mòn. Để xem các bạn, mình sẽ cho các bạn xem nó sẽ khác nhau đến như thế nào. Soft launch sẽ không làm cho, soft launch của mình sẽ không làm cho Valkyrie bị bung cánh. Tuy mình phóng rất là nhẹ nhưng mà Valkyrie có tốc độ rất là cao, các bạn cũng có thể thấy. Bây giờ mình sẽ phóng mạnh. Đấy, và cả ba cánh cũng đã bung ra rồi. Thì các bạn cứ việc cố mà phóng mạnh hết cỡ đi thì nó sẽ bung cả ba cánh ra. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Hết thích hãy để lại một like, một subscribe nhé. Còn nếu thích thì cút.